Chồng 26 tuổi sập sệ không nhận ra, cô dâu 62 bị mỉa mai dùng như phá. Sau một năm về chung một nhà, cặp đôi 26-62 có nhiều thay đổi, đặc biệt là chú rể trẻ tuổi, trông xuống sắc hơn xưa rất nhiều. Năm 2018, cộng đồng mạng xôn xao trước chuyện tình đủ lệch của cô dâu 62 tuổi Lê Thị Thu Sao và chú rể 26 tuổi Triệu Hoa Cương. Cặp đôi đến từ Cao Bằng đã gây bão mạng xã hội trong suốt thời gian dài và dường như cả hai vẫn luôn được cộng đồng mạng quan tâm khi mới đây, hình ảnh mới nhất của chú rể Triệu Hoa Cương lại được chú ý bởi vẻ ngoài xuống sắc trông thấy sau một năm làm đám cưới. Cặp đôi chú rể 26 và cô dâu 62 tuổi từng gây nhiều tranh cãi. Sau một năm cưới, chú rể Triệu Hoa Cương sập sệ đến nỗi không thể nhận ra. Ngay sau đám cưới, cô dâu 62 tuổi Lê Thị Thu Sao đã nhanh chóng chi ra số tiền không nhỏ khoảng 200 triệu để tân trang lại nhan sắc. Chị đã trồng lại trang sứ, tiêm mỡ tự thân trẻ hóa làn da để có được vẻ ngoài trẻ đẹp xứng đôi với chồng 26 tuổi. Chăm chút cho bản thân, chị Thu Sao cũng không quên chồng trẻ, đưa anh đi nhấn mí để trông đẹp trai hơn. Tuy nhiên, dù đã quan tâm cẩn thận tới chồng, song anh Triệu Hoa Cương vẫn xuống sắc trong loạt ảnh gần đây, được vợ 62 tuổi khoe trên mạng xã hội. Theo hình ảnh mà chị Thu Sao chia sẻ thì diện mạo gần đây của anh Hoa Cương không được điển trai như xưa do gương mặt sần sùi, làn da rám nắng, khiến vẻ ngoài của anh xuống cấp trông thấy. Hình ảnh chị Thu Sao chia sẻ trên trang cá nhân của mình, cư dân mạng mỉa mai cô dâu 62 tuổi xài hao. Trước loạt ảnh mới của anh chàng 26 tuổi, cư dân mạng đã dành khá nhiều lời mỉa mai cho chị Thu Sao, rằng chị dùng chồng như phá, xài hao. Dù vậy, bên cạnh đó cũng có nhiều cư dân mạng lại bênh vực bởi chuyện vợ chồng của chị người ngoài không cần thiết phải xen vào và miễn cặp đôi vẫn hạnh phúc là được. Cùng xem qua một vài bình luận của cư dân mạng. Mới một năm thôi mà anh chồng trông xuống sắc quá, tội nghiệp, xài hao thiệt chứ, mới đó mà đã xuống cấp nghiêm trọng vậy rồi. Uổng cho một chàng trai trẻ đẹp. Nhiều người kỳ ghê, dù sao cũng là vợ chồng người ta, chồng không kêu thì thôi, mấy bạn kêu làm gì. Mình thấy chả có gì đáng mỉa mai cả. Anh chồng đi làm vất vả dĩ nhiên nhìn lam lũ hơn rồi. Còn chị kia cũng rất quan tâm tới chồng mình mà. Hạnh phúc là được, quan tâm gì mấy kẻ lắm lời trên mạng xã hội. Chúc anh chị luôn hạnh phúc. Hình ảnh của chú rể 26 tuổi được chia sẻ bởi chị Thu Sao. Được biết khi lý giải về hình ảnh xuống sắc của chồng, chị Thu Sao cho biết do anh phải đi làm việc nhiều dưới nắng nên làn da mới rám nắng. Và dù có thế nào, chị Thu Sao vẫn dành tình yêu đặc biệt cho chồng. Bởi đính kèm loạt ảnh, chị đã gửi gắm dòng chữ vô cùng ngọt ngào: em thương anh đời đời kiếp kiếp. Hy vọng với những tình cảm này, chị Thu Sao và anh Hoa Cương sẽ mãi hạnh phúc như những lời chúc tốt đẹp của cư dân mạng.